Thưa quý vị, chiều ngày 15 tháng 11, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại Toyota Tiền Giang đã chính thức khai trương đại lý 3S tọa lạc tại ấp Long Tường, xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Sau hơn 10 tháng triển khai xây dựng trên diện tích hơn 2.600 m² với tổng vốn đầu tư 150 tỷ đồng, Toyota Tiền Giang đáp ứng tiêu chuẩn 3S mới nhất của Toyota, bao gồm bán hàng, sales, dịch vụ, service và phụ tùng Toyota chính hiệu, genuine spare parts. Với vị trí thuận tiện nằm trên trục đường liên giao thông nối các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Toyota Tiền Giang lắp đặt trang thiết bị hiện đại cùng nhiều dòng xe mới nhất của Toyota. Đội ngũ nhân viên cố vấn dịch vụ và kỹ thuật viên dịch vụ được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Toyota Tiền Giang có nhiều lợi thế trong việc giới thiệu, cung cấp sản phẩm, dịch vụ sửa chữa cho khách hàng không chỉ tại Tiền Giang mà còn ở các tỉnh trong khu vực. Bên cạnh việc kinh doanh, Toyota Tiền Giang luôn hướng đến nhiều hoạt động xã hội vì cộng đồng. Đây là đại lý ô tô đạt chuẩn đầu tiên của tỉnh Tiền Giang và là đại lý thứ 53 đạt tiêu chuẩn 3S của Toyota Việt Nam trên toàn quốc.